Tôi tin là cách thức tốt nhất để truyền bá công nghệ là dùng công nghệ vào giải quyết những vấn đề rất đời thường của cuộc sống. Thì đây lý do hôm nay tôi mang đến đây một cái showcase ở trong cái ngành, một cái ngành mà mọi người có thể tin là rất là khó để apply blockchain và công nghệ advanced vào. Thì hôm nay tôi sẽ mang cái showcase về trong lĩnh vực y tế và trong quản lý bệnh viện và giúp cho các dịch vụ y tế thông minh. Tôi có một cái dịp trải nghiệm đầu năm 2018 khi mà tôi phải mang một người nhà vào trong bệnh viện từ quê lên. Thì tôi lên một cái bệnh viện rất là lớn ở Hà Nội. Thì chúng tôi phải xuất phát từ lúc 5 giờ sáng. Đến bệnh viện thì có hàng ngàn người đang xếp hàng ở đó. Thì chúng tôi mất gần 10 tiếng đồng hồ để từ việc là đăng ký, lấy chỗ, sau đó làm các thủ tục hành chính, trả tiền, gặp bác sĩ, xét nghiệm và sau đó lấy kết quả. Và cái bệnh nhân đấy thì rất là đơn giản. Bệnh nhân đấy chỉ có vấn đề về đau dạ dày một chút thôi. Vậy thì tôi rất là sốc bởi vì tôi không ngờ là một cái công việc có đơn giản như vậy có thể diễn ra tối đa trong một vài tiếng thì nó có thể thách con người hẳn 10 tiếng như vậy. Thì tôi nghĩ là cái problem nhìn rất là rõ ràng và tôi tin là với cái sức mạnh của công nghệ thì nó có thể hoàn toàn giải quyết được. Thì rất là tình cờ, một tháng sau đó thì tôi nhận được cuộc điện thoại của một trong các đối tác đang cung cấp cái dịch vụ về một cái nền tảng về liên quan đến healthcare ở Việt Nam. Thì số lượng của cái bệnh nhân ở trong cái hệ thống của họ đang là 3 đến 4 triệu bệnh nhân. Thì ngay lập tức chúng tôi nhận lời ngay. Và sau một tháng làm việc cùng với nhau và để define các cái pain point thì tôi có thể chia sẻ ở đây về cái việc là những 3 cái pain point lớn nhất mà họ đang gặp phải ra sao. Mọi người có thể nhìn thấy cái hình ảnh này. Thì đây là hình ảnh lúc 2 giờ sáng tại một bệnh viện trung ương ở Hà Nội. Thì 2 giờ sáng đã có rất nhiều bà con đã bắt đầu xếp hàng. Mọi người có thể nhìn thấy để đặt chỗ thì người ta có thể dùng cả sổ khám bệnh, tất cả đồ đạc có thể, thậm chí có những nơi người ta để cả gạch, ghi tên ở đấy. Đây là thực trạng. Và 2 giờ sáng bắt đầu thì cái việc mà lấy số để phục vụ, để tiếp đón ấy, nó chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng, thường từ 5 đến 7 giờ sáng. Tức là người ta phải chờ ít nhất 3 tiếng để bắt đầu để được tiếp đón. Và sau khoảng 2 tiếng thì mọi số, các cái số sẽ được show out ngay. Và nếu mà bạn có thể bạn chờ khoảng vài ba tiếng đồng hồ thì bạn vẫn có thể phải đi về và bạn không được phục vụ trong ngày hôm đó. Thậm chí trong ngày tiếp theo, cái cơ hội để bạn có thể lấy được cái số để phục vụ cũng rất là thấp. Vì ở Việt Nam ngoài cái việc phải đến sớm thì có những case mà bên phía bác sĩ hoặc những người có quyền lực thì người ta jump vào giữa chừng rất là nhiều. Đấy, thì đây là những thứ mà xảy ra thực tế của trong bệnh viện và nó gây cực kỳ nhiều cái bức xúc ở trong cái bệnh nhân và nó mang lại cái tình trạng quá tải. Và qua đó thì rất nhiều bệnh nhân và người nhà thì chửi bới tại bệnh viện. Thì nó cũng gây ra cái áp lực vô hình ngược lại cho bên phía các đội ngũ y tá và bác sĩ. Nếu bạn may mắn thì được phục vụ thì đây là quang cảnh tiếp theo. Thì đây là quang cảnh mọi người phải chờ hàng dài để thanh toán tiền viện phí. Tiền phí dịch vụ trước khi thực sự gặp được bác sĩ hoặc làm cái thủ tục xét nghiệm. Thường cái thủ tục này thì tôi quan sát thì có thể 30 phút đến 1 tiếng là bình thường. Đấy. Thì cái vấn đề ở đây là toàn bộ hầu hết cái giao dịch hiện tại của bệnh viện của Việt Nam, đặc biệt các bệnh viện công thì bằng tiền mặt hết. Thậm chí còn khủng khiếp hơn là sau khi đã thanh toán xong cái tiền viện phí ban đầu, tiền dịch vụ ban đầu thì khi vào gặp bác sĩ, thì nếu bác sĩ kê thêm các dịch vụ về xét nghiệm hoặc là chẩn đoán hình ảnh, thì lập tức mọi người này phải quay lại đúng cái thao tác này, lại phải chờ thanh toán. Thì đấy là tại sao cái mọi thứ nó diễn ra rất là lâu. Rồi, nếu bạn đã thanh toán tiền đủ xong và vào gặp bác sĩ, thì đây là cái pain point thứ ba mà mọi người có thể gặp phải khi mà bác sĩ khám chữa bệnh cho mọi người. Thì ở Việt Nam thì hầu hết các cái y bạn, cái bệnh án điện tử thì chưa được số hóa hết. Thì dẫn đến là một phần kết quả trả về cho bệnh nhân thì vẫn lưu vào sổ. Thì cái việc này sẽ gây ra cái việc là bệnh nhân thì do trình độ dân trí hầu hết là rất là thấp và quê lên thì gây ra cái việc là mất mát hoặc là quên khi mang đến bệnh viện. Thì ngược lại thì cái bên phía bác sĩ thì khi mà họ tìm kiếm các cái thông tin về EMR điện tử để đưa ra các y lệnh thì nếu các thông tin nó không được kịp thời và chính xác thì cái việc y lệnh rất là khó khăn. Đặc biệt người ta phải xem về cái lịch sử khám chữa bệnh cũng như là cái việc cấp thuốc. Ngoài ra thì nếu mà bên phía bác sĩ tại bệnh viện hiện tại họ không đủ cái chuyên môn vì không phải tất cả các chuyên khoa của bệnh viện đều giỏi giống nhau thì họ có thể refer sang một cái bệnh viện khác. Thì lúc này thì vấn đề nó còn khó nữa trong việc transfer cái EMR điện tử từ cái bệnh viện này sang bệnh viện kia vì nếu là giấy thì rất là khó. Thì
chúng tôi rất là thấu hiểu cái, sau một tháng chúng tôi rất là thấu hiểu cái vấn đề của khách hàng, và team kỹ thuật cùng chúng tôi làm việc trực tiếp với team nghiệp vụ của các bệnh viện mà đơn vị đang triển khai, thì đưa ra các cái giải pháp mà rất là cần thiết cho bên phía bệnh viện. Thì chúng tôi đi luôn vào vấn đề giải pháp thứ nhất. Giải pháp thứ nhất thì để giải quyết cái tình trạng mà minh bạch cũng như không phải xếp hàng cũng như giảm tải tại bệnh viện, thì ra nguyên tắc đầu tiên là phải làm online hóa, càng nhiều transaction càng tốt cho bệnh nhân. Thì chúng tôi cung cấp cái giải pháp B2C, tôi build một cái platform mà có thể cho phép người bệnh có thể đăng ký, khai báo, lấy số, hẹn lịch, thanh toán viện phí trước khi người ta đến bệnh viện. Thì lúc này bệnh nhân thì chỉ cần đến đúng chính xác thời gian và vào đúng phòng dịch vụ gặp bác sĩ là xong. Thậm chí thì hoàn toàn bệnh nhân có thể lấy kết quả cái bệnh án của mình thông qua cái hệ thống online của chúng tôi. Thì người dùng đây sẽ cực kỳ tiện lợi. Ngoài ra thì có rất nhiều các dịch vụ mà tôi nghĩ sẽ không nhất thiết phải gần đến bệnh viện, ví dụ như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu hoặc rất nhiều cái thủ thuật thì hoàn toàn có thể lấy ở nhà được. Thì nếu chúng ta làm được những cái này thì cái hiệu quả của bên phía các bệnh viện sẽ rất là cao, và bệnh nhân thì sẽ không cần phải chờ đợi dài như thế nữa. Ngoài ra khi mà tôi tăng cái tính transparency ở trong phần blockchain khi ở trong này, thì cái việc mà có các sếp hoặc là có những người có thể jump in vào trong hệ thống là rất khó. Giải pháp thứ hai chúng tôi nhắm đến cũng sử dụng trên blockchain là để giải quyết vấn đề thanh toán bằng tiền mặt, là chúng tôi xây dựng cái hệ thống ví điện tử nội bộ của các hệ thống bệnh viện dựa trên nền tảng của blockchain. Thì người bệnh thì hoàn toàn có thể top up cái tiền vào trong ví của mình dựa trên hai cách là online và offline. Online thì thông qua các cái thanh toán như kiểu ATM, credit card rất là truyền thống. Ngoài ra thì bệnh nhân cũng có thể top up cái ví điện tử của mình tại quầy của bệnh viện, hoặc là tại các cái cửa hàng hoặc siêu thị hoặc các cửa hàng convenience store mà trên 64 tỉnh thành chúng tôi đã liên kết. Thì sau khi top up xong thì người bệnh hoàn toàn có thể trả tiền cái thanh toán dịch vụ online của mình một cách real time, cũng như có thể dùng cái tiền đó để thanh toán viện phí cho người nhà của mình. Thì bây giờ tưởng tượng ra khi mà bệnh nhân vào tiếp đón ở trong bệnh viện hoặc gặp bác sĩ, nếu bác sĩ có kê thêm, nếu có sự xác nhận của bên phía bệnh nhân thì toàn bộ cái việc mà thanh toán sẽ diễn ra ngay lập tức, người ta không phải chờ đợi cũng không phải quay lại cái vấn đề thanh toán nữa. Giải pháp thứ ba liên quan đến việc là bệnh án điện tử, thì chúng tôi cũng xây dựng cái bệnh án điện tử trên blockchain. Thì cái việc xây dựng cái thông tin EMR cái bệnh án điện tử này trên blockchain thì giúp cho cái người bệnh nhân có thể toàn quyền trong việc là control và sharing cái thông tin, không phải cho mỗi bệnh viện hiện tại mà có thể chia sẻ cho các cái bác sĩ tư của họ hoặc là các cái thông tin cho các cái bệnh viện trong cái affiliate của mình. Thì cái việc này sẽ giúp cho chúng ta compliant với cái chuẩn GDPR của châu Âu. Tôi nghĩ là ở Mỹ thì rất là soon là bên Mỹ cũng sẽ phải apply các tiêu chuẩn này. Còn Việt Nam thì nó tùy thuộc vào trong cái quy định của chính phủ. Tuy nhiên thì ở đây sẽ mang lại cái niềm tin rất là lớn cho và tiện lợi cho bên phía bệnh nhân. Thì bệnh nhân hiện tại thì cũng sẽ không phải mang bất kỳ một giấy tờ nào khi đến các cái bệnh viện liên quan. Và đối với bác sĩ thì khi họ có thể truy cập các cái thông tin về EMR một cách kịp thời thì cái việc đưa ra y lệnh là cực kỳ chính xác. Nếu mà chúng tôi nằm ở deep level hơn, bọn tôi dùng big data, thì cái việc ra y lệnh nếu có vấn đề về trong cái việc mà ra y lệnh nó không chính xác thì hệ thống hoàn toàn có thể cảnh báo được. Bây giờ hiện tại thì chúng tôi đã đưa ra những cảnh báo bước đầu và khá là chính xác cho một vài bệnh viện. Giải pháp thứ tư thì cái này thì là khá là mới, vì cái này cũng đang phải chờ một số cái bước thử nghiệm thì mới có thể làm được. Thì bây giờ ngoại trừ cái bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm của nhà nước, thì bây giờ ngày càng nhiều các bệnh nhân sẽ sử dụng cái dịch vụ bảo hiểm mà private. Thì khi mà cái vấn đề lớn nhất của bảo hiểm là bây giờ như là bên phía bệnh nhân sau khi điều trị xong thì phải submit các cái paper cho bên phía công ty bảo hiểm. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là gì? Sau đó công ty bảo hiểm thường mất phải 6 đến 8 tuần để có thể verify và trả lại tiền cho bệnh nhân. Thì cái đây là nguyên nhân là gì? Là họ phải verify lại bên phía bệnh viện để xem là cái điều trị có chính xác hay không, có cái defect hay không. Thì nếu với cái hệ thống EMR của mình được approve bởi cả bệnh viện và bệnh nhân, thì bên phía các thông tin liên quan đến điều trị liên quan cộng thêm với các cái thủ tục thanh toán có được chuyển cho bên phía công ty bảo hiểm kịp thời. Thì cái việc mà reimbursement hoàn toàn có thể thực thi ngay lập tức. Thì cái việc thực thi này để lấy tiền ấy, thì có thể có hai cách. Một là thông qua kênh của chính bảo hiểm, hai là reimburse ngược lại trong cái tài khoản, cái ví của khách hàng tại bên phía bệnh viện.
Cái giải pháp, ở một trong những giải pháp nền tảng mà chúng tôi để ở dưới thì đây là giải pháp liên quan đến chữ ký số trên blockchain. Thì để digitalize toàn bộ cái process cũng như cái document của bệnh viện thì nếu không có chữ ký số thì không thể mang tính xác thực cũng như tính chống chối bỏ được. Thì tuy nhiên bây giờ hầu hết các dịch vụ chữ ký số trong ngoài thị trường là dùng CA. Và cái điều này thì nó không phù hợp với việc là trong bệnh viện. Vì trong bệnh viện thì nó hàng triệu, thậm chí là có những bệnh viện khoảng 5 đến 10 triệu bệnh nhân visit trong một năm. Thì cái việc dùng chữ ký số theo kiểu CA là impossible. Thì cái việc mà chúng tôi đem một cái flow rất là đơn giản, nếu mà bác sĩ có kê đơn thuốc cho bệnh nhân và đã ký vào trong đó rồi, thì khi đến ra đến nhà thuốc thì mình không, bên phía nhà thuốc không phải cần phải xác minh lại cái chữ ký nữa, vì chữ ký đã được lưu trên blockchain và được blockchain verify. Thì cái việc này sẽ làm cho mọi thứ digitalize được thuận tiện và dễ dàng. Giải pháp cuối cùng, và đây cũng là cái mà tôi mang đến cái định hướng ở trong tương lai năm 2019 là bên phía các một số bệnh viện đã đồng ý thử nghiệm việc sử dụng robot, và đằng sau đấy chính là AI Big Data để trong cái việc là tiếp đón và điều hướng thông minh. Thì cái điều này rất là quan trọng, vì cái robot này thì được trang bị các cái camera và đằng sau là AI để có thể nhận dạng được khách hàng rất là nhanh chóng. Ngoài ra thì robot này có thể nói được hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Thì người ta thì các cái con robot này được đặt các cái chỗ để cho bệnh nhân có thể hỏi những câu hỏi xem là cái phòng bác sĩ ở chỗ nào, xét nghiệm ở chỗ ra sao, thì tất cả những câu hỏi đấy họ trả lời cực kỳ dễ. Tuy nhiên bọn tôi đang build một cái chức năng advanced là có thể chính cái robot này, nếu mà bên phía bệnh nhân có thể hỏi các, có thể access thông qua vào các cái EMR record của bệnh nhân để có thể đưa ra các thông tin cho bệnh nhân nhanh nhất thay vì là phải hỏi bác sĩ. Thì đây là những thứ mà sẽ được triển khai trong nửa cuối năm 2019. Thì với toàn bộ những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra cùng với bên phía đối tác của bệnh viện, thì chúng tôi đang hy vọng mang lại một cái ecosystem, và mục tiêu của chúng tôi là chúng tôi nhìn thấy nhiều nụ cười trên các cái bệnh nhân và bác sĩ cũng như gia đình họ ở đây, và đặc biệt là những người mà không phải tầng lớp cao và thu nhập rất là cao, vì những người này mới là cần sự trợ giúp của các cái công nghệ. Thì chúng tôi, đây là một showcase mà chúng tôi đã giúp một cái doanh nghiệp cực kỳ truyền thống, thậm chí là hơi bảo thủ, có thể transform cái business mình để cái phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Thì tôi rất mong là đây có một cái showcase để inspire rất nhiều doanh nghiệp ở đây có thể dùng công nghệ vào trong cái việc transform business của mình. Xin cảm ơn.